Dàn sao nữ của Sao Nhập Ngũ gây tranh cãi vì Diêu Cửu mang đồ lỉnh kỉnh đi nhập ngũ. Sao Nhập Ngũ 2023 đã chính thức lên sóng tập đầu tiên với dàn cast bao gồm Diễm My, Nhã Phương, Linh Ngọc Đàm, Võ Hoàng Yến, Thiên Ngân, Trang Hí và Thùy Anh. Mùa giải năm nay các nghệ sĩ sẽ được trải nghiệm cuộc sống, huấn luyện của người lính đặc công nước. Ngay từ tập phát sóng đầu tiên, dàn mỹ nhân đã gây tranh cãi khi mang đồ đạc lỉnh kỉnh vào doanh trại. Mặc dù đã biết sẽ được cung cấp 3 buổi ăn mỗi ngày theo quy chuẩn, nhưng Trang Hí vẫn mang theo mì gói và khư khư giữ lại khi bị đội trưởng yêu cầu cất vào kho với lý do là hay đói. Ngoài ra cô còn có một cây đàn, trong khi đó Linh Ngọc Đàm lại đem gấu bông để cho ngủ ngon. Mai âm nhạc thì lỉnh kỉnh 11 món mỹ phẩm, đồng hồ báo thức. Riêng Võ Hoàng Yến, Nhã Phương, Thiên Ân và Diễm My nắm rõ luật chơi, không mất nhiều thời gian. Các sao Việt mang theo đồ lỉnh kỉnh đến quân danh luôn là câu chuyện gây tranh cãi mỗi mùa Sao Nhập Ngũ. Trước đây Diệu Nhi, Duy Khánh, Hương Giang cũng đã dùng chiêu này để gây cười, tuy nhiên vì được lặp đi lặp lại nhiều lần, khán giả dần nhàm chán, thậm chí còn chỉ trích nghệ sĩ không hiểu rõ hoàn cảnh luật chơi. Bên cạnh tranh cãi về đồ đạc, nhan sắc của dàn người đẹp cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đa số các mỹ nhân phải để gương mặt ít son phấn khi quay chương trình, chính vì thế sẽ lộ nhiều khuyết điểm. Trước giờ công chiếu tập 1, dàn cast Sao Nhập Ngũ 2023 đã tụ họp tại nhà của Trang Hí để cùng xem. Nhan sắc của các nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi qua sóng livestream cực nhí nhố bên nhau. Tham gia Sao Nhập Ngũ 2023, dàn mỹ nhân Việt hứa hẹn sẽ bộc lộ nhiều điểm tính cách mới mẻ. Với sự đổi mới trong mùa thứ 12, các nghệ sĩ trẻ được kỳ vọng mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.